Làng Bang Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội là một ngôi làng chủ phú, hữu tỉnh nằm ven sông Hồng và sông Kim Ngưu, cách kinh thành Thăng Long khoảng 25 km về phía đông nam. Bang Sở nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của Thăng Long, từ biển đông các thuyền lớn theo sông Hồng về Thăng Long. Cha Thánh Phê Dô Lê Tùy sinh năm 1773, trong một gia đình khá giả, nề nếp, giữa mảnh đất bằng sở hữu tình, chủ phú, lại giàu truyền thống văn hóa và đức tin ấy. Năm 10 tuổi cha mẹ phê dô Lê Tùy lâm trọng bệnh và đều lần lượt qua đời, Lê Tùy phải về ở với ông ngoại. Ông ngoại là người công giáo đạo đức, lại tinh thông nho học, cho nên cùng với việc được giáo dục theo những phép tác của công giáo, Lê Tùy còn hấp thụ được tinh túy của nho giáo. 12 tuổi, chú Lê Tùy đã theo cha nghiêm xuống bến đỏ kệ, ngược dòng Kim Ngưu về xứ Yên Xuyên thủ địa phận Tây Đàng ngoài khởi đầu con đường hy sinh, hiến dâng và phục vụ. Năm 1789, Cha xứ Yên Duyên đã gửi chú đi tu học ở trùng viện Kẻ Vĩnh, thuộc làng Vĩnh Trị, Phủ Ý Yên, Trấn Sơn Nam Hạ. Tại đây, thầy phê dù tùy hết sức tấn tới trên đường nhân đức cũng như đường học vấn. Thầy được coi là người đạo đức, khôn ngoan, thông thái, thông thạo tiếng Latin và chữ Nho. Năm 1798 khi cha nghiêm được bổ nhiệm làm cha chính vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thì thầy Lê Tùy được phong phó tế và được cử đi giúp cha nghiêm Năm 1800 thầy được Đức Cha Lê Mô Thê truyền chức linh mục tại nhà thờ Thọ Kỳ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trong khoảng 17 năm liền, Ngài được bổ nhiệm làm phó xứ Đông Thành, rồi xứ Đá Dựng, còn gọi là chân Lộc hay Lập Thạch. Năm 1817 Ngài nhận bài sai làm chính sứ Nam Đường cho tới năm 1833. Trong suốt đời làm linh mục của mình, cha phê lê Tùy tỏ ra là người có tính tình hiền hòa, có lòng đạo đức vững chắc, hăng say, nhiệt thành phục vụ, luôn nỗ lực chu toàn bổn phận của mình cách tốt đẹp nhất. Đức cha là đã nói về ngài rằng, không ai là không bằng lòng với cha tùy. Cuộc đời linh mục của ngài là bài ca phục vụ liên lỉ mang lại niềm vui và ơn cứu độ cho các linh hồn nghèo khổ mà ngài được giao phó cho bổn phận phải chăm sóc, tích cực góp phần mở mang nước chúa. Năm 1833, sau khi tả quân Lê Văn Duyệt, người hết lòng bên vực đạo, qua đời, vua Minh Mạnh ra chiếu chỉ cấm đạo thiên chúa trên toàn cõi Việt Nam. Các quan nghệ an sai các thủ hạ đi đây đó dò xét, rình mò, bắt bớ các hình mục. Dù bị cấm cách muôn vàn khó khăn, nguy hiểm và phải liên tục tìm cách lần tránh sự truy bắt của quan quân, nhưng cha lê tùy vẫn tìm mọi cách để con chiên trong lúc hấp hối được lãnh nhận các bí tích. Ngày 28 tháng 6 năm 1833 khi đang đi sức dầu cho một bệnh nhân ở giáo họ Thành Trai, một giáo họ nhỏ nằm giữa hai làng ngoại giáo, thì cha bị một nhóm người ngoại giáo bắt giữ. Họ giải lên nộp cho quan huyện Thanh Phong để lĩnh thường Nghe tin dữ này, giáo dân liền góp tiền mang đến quan huyện xin được chuộc cha Quan huyện thấy ngài đã giải yếu và phúc hậu nên bằng lòng với điều kiện là ngài phải nhận mình là thầy thuốc chứ không phải là linh mục Tuy nhiên, cha phê lê tùy cương quyết chối từ, ngài không chấp thuận khai man để bảo toàn mạng sống Vì thế ngài bị đóng gông, giải về tình đường nghệ an, giam trong ngục thất, mấy ngày sau Quan án tỉnh triệu ngày ra công đường xét hỏi, ông có phải là đạo trưởng Gia Tô không? Cha đáp, phải tôi là đạo trưởng, quan lại nói. Này ông hãy nghe tôi, ông đã già rồi, ai thấy ông bị bắt cũng động lòng thương, không ai muốn ông phải kết án tử hình. Tôi cũng không muốn thế, nhưng phép nước rất ngặt, vậy ông hãy làm giấy khai mình là thầy thuốc, như vậy tôi mới cứu được ông khỏi chết nhục hình, ông không sợ chết sao. Cha tùy điểm đạm trả lời, cảm ơn quan đã có ý cứu tôi nhưng lương tâm một vị đạo trưởng thiên chúa giáo không cho phép tôi làm theo ý quan. Phần tôi, tôi không sợ chết và chết cách nào tôi cũng không ngại, vì ai cũng phải chết, dù chết trên giường nệm êm ấm xung quanh có các người thân thuộc, hay chết cô đơn trong rừng vắng, trong tù ngục, dù bị án voi dày, dù bị giáo gươm đâm chém, hay bị tùng xèo, lột ra, cũng là chết cho nên tôi không sợ chết. Thấy cha đối đáp khẳng khái như thế, song quan tình cũng không cho đánh đòn ngài, vì kính trọng tuổi già của ngài, quan truyền giải ngài về ngục tiếp tục giam cầm. Ở đây, dù khổ đau, thiếu thốn cha vẫn một lòng kiên nhẫn, bao dung đồng thời tìm cách cảm thông với các tù nhân xung quanh và giúp đỡ họ. Các tù nhân thường nói với nhau, một người lớn tuổi, hiền lành, đức độ như vậy mà phải công cùng giam giữ như một tên gian ác, thật là bất công. Trong thời gian ngài bị giam 3 tháng rưỡi, quan còn tra hỏi và dụ dỗ ngài một số lần khác nữa mong ngài làm theo ý quan song cha phê dô lê tùy vẫn một mực nhận ngài là đạo trưởng. Sau cùng thấy không thể lay truyền được ý chí của ngài, quan đành làm sớ tâu về kinh cho có vị ý nghĩ rằng cùng lắm cha chỉ bị nộp phạt vì luật nước bấy giờ cấm xử tử những người từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, vì vua minh mạng thù ghét đạo, nên đã bất chấp luật lệ quốc gia và truyền thống kính trọng người già của dân tộc, ngày 10 tháng 10 năm 1833, qua tỉnh Nghệ An nhận được xác chỉ nội dung ghi rằng tiên tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền tà đạo cho dân, phải trảm quyết. Một chức việc trong tỉnh đường báo tin này cho một giáo hữu, người này tìm đến nhà giam gặp cha Lê Tùy mà thưa rằng, thưa cụ, con đến lại cụ, xin cụ dọn mình vì đã đến giờ chúa gọi cụ. Cha Lê Tùy tỏ vẻ vui mừng mà nói, thật bấy lâu nay tôi không dám trông đợi được ơn cao trọng này. Nay chúa đã ban ơn ấy cho tôi, tôi cảm tạ ngợi khen chúa, ngài dùng bữa tối như thường lệ, sau đấy ngài ở lặng một mình mà cầu nguyện để dọn mình về với Chúa. Hôm sau, ngày 11 tháng 10, ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, quan quân giải ngài ra pháp trường quân ban để chịu xử tử. Dung nhan ngài lộ vẻ vui tươi, hớn hở như đi dự hội, khiến quan quân và dân chúng đi xem đều phải nói rằng, chưa bao giờ họ thấy ai đi chịu xử tử mà lại can đảm như thế. Khi đến pháp trường, một giáo hữu đã nhanh tay trải một chiếc chiếu xuống để cho cha quỳ lên, cạnh đó, một người lính cầm thẻ bài ghi rằng tên Lê Tùy, quê ở Bằng Sở, Tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Can Phạm là người bản quốc, từ lâu theo thói dị đoan, xưng mình là đạo trường, lần trốn trong dân chúng để truyền tà đạo, bị bắt và tra xét kỹ càng, tên này bất khẳng quá khóa, vi phạm luật nước, lệnh vua phải xử chém ngay để giãn kẻ khác. Quan đưa cho cha mấy quan tiền theo tục lệ dành để chuẩn bị bữa ăn sau cùng trước khi chịu xử tử xong cha từ chối và tiếp tục quỳ gối cầu nguyện ông benado thứ người giúp việc cha lê tùy xin quan đừng sử vội để cho cha fezo có thêm thời giờ cầu nguyện quan cũng đồng ý khi cha dọn mình xong ông thứ đến lại cha bốn lại mà nói bây giờ cụ sắp được về nơi vĩnh phúc nơi cụ hằng trông đợi bấy lâu phần con con còn phải ở lại nơi đây xin cụ nhớ đến con cha lê tùy cũng đáp lễ bốn lại rồi khuyên ông rằng con hãy vững lòng bền trí rồi con cũng được phần thưởng muôn đời. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người hiện diện đều bùi ngùi xúc động. Giữa lúc ấy, cha nói với quan, tôi đã sẵn sàng, tức thì tiếng thanh la, chương trống nổi lên, một người lính vùng gươm lên và đầu cha liền rơi xuống, hồn cha phê dô bay về trời hưởng phúc trường sinh. Khi ngài bị trảm quyết, một nhân chứng đã thuật lại trong hồ sơ phong trần phước rằng, lúc ấy trời đang quang đãng, bỗng mây đen kéo đến, bầu trời u ám, mọi người lấy làm lạ nói với nhau, ông này linh thiêng làm sao mà trời đất sầm lại, còn tại quê nhà bằng sở cũng xảy ra hiện tượng lạ. Người ta thấy trong khi các làng xung quanh trời đất yên lặng, thì ở bằng sở ngài cha được phúc tử đạo, ao hồ, sông ngoài nổi sóng như vũ bão, động đất dữ dội, khiến mọi người trong làng sợ hãi không biết là điểm gì. Cho đến mấy ngày sau khi ngài được phúc tử đạo, một thương gia ở Nghệ An ra buôn bán ở đất Bắc khi qua bằng sở đã kể rằng, hồi này trong tỉnh Nghệ An cấm đạo dữ lắm, quan quân tầm nã các đạo trường. Cách đây mấy hôm có đạo trường Lê Tùy đã bị trảm quyết, lúc này kết hợp với sự lạ xảy ra ở trong làng mấy ngày trước, dân làng hiểu là chuyện gì đã xảy ra cho cha Lê Tùy và cha đã tìm cách báo ứng. Trước đó, ngay khi bị bắt giam, ngài đã cầu xin cho quê nhà biết tin, song ngặt vì đường xá xa xôi, lại đang thời cấm cách, bổn đạo phải trốn tránh cho nên không cách gì đưa tin được, họ khóc lóc thảm thiết và dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho Ngài. Sau khi cha Lê Tùy bị chém, giáo hữu ở Nghệ An xin phép quan rước thi hài cha về an táng tại giáo sứ Trang Nứa, Hưng Nguyên, Nghệ An, về sau thi hài Ngài lại được chuyển về Nam Khê, rồi Yên Xuyên, cuối cùng mới rước về bằng sở và linh cữu Ngài được tôn kính ở đây cho đến ngày nay.